30 tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý vị khán thính giả luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Kính chúc quý vị sẽ luôn có những giây phút thật bổ ích khi xem video. Quý vị đừng quên ấn like, đăng ký kênh để luôn là người cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh của chúng tôi. Và bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với những tin mới nhất trong ngày. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới trong bản tin ngày hôm nay. Các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Mưa bão lũ lụt, các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt nhất nửa đầu năm 2022. Mưa bão lũ lụt là hai trong số các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt nhất thế giới trong nửa đầu năm 2022, gây thiệt hại lớn về người và của. Biến đổi khí hậu đang làm gia tăng mức độ nghiêm trọng cũng như tần suất của các hiện tượng thời tiết cực đoan đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người trong 50 năm qua. Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO cho biết biến đổi khí hậu và thời tiết khắc nghiệt cũng dẫn đến sự gia tăng của các thảm họa thiên nhiên từ năm 1970 đến năm 2019. Hơn 91% số người chết do những thảm họa này được báo cáo ở các nước đang phát triển. Các quốc gia giàu có cũng đang phải trải qua những tác động trước mắt của các hiện tượng thời tiết bất thường. Sau cơn bão Ida ở Mỹ, Tổng thống Joe Biden đã cảnh báo rằng thời tiết khắc nghiệt như vậy sẽ khiến Mỹ thiệt hại hơn 100 tỷ đô la Mỹ trong nửa đầu năm 2022. Báo cáo của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu Liên Hợp Quốc hồi tháng 6 kết luận rằng hoạt động của con người rõ ràng gây ra biến đổi khí hậu và cần giảm bền vững lượng khí nhà kính để quản lý những tác động tồi tệ nhất của việc tăng nhiệt độ. Tờ The Week điểm lại 10 sự kiện thời tiết khắc nghiệt nhất nửa đầu năm 2022 tính đến nay. Tuyết rơi kỷ lục ở Madrid, Tây Ban Nha. Trong những tuần đầu tiên của năm 2022, cơn bão Filomena đã mang đến lượng tuyết kỷ lục cho thủ đô Madrid và các công dân Tây Ban Nha cao tuổi được cảnh báo phải ở nhà khi nhiệt độ giảm mạnh. Trận tuyết lớn nhất trong 50 năm qua đã khiến giao thông ra vào thành phố bế tắc, gây thiệt hại khoảng 1,4 tỷ euro, khoảng 1,6 tỷ đô la Mỹ. Bão mùa đông ở Texas, Mỹ. 3,5 triệu cơ sở kinh doanh và nhà cửa không có điện trong tháng 2 khi nhiệt độ xuống âm 13 độ C ở một số khu vực của Texas, Mỹ. Điện bị mất trên toàn bang khiến nhiều người dễ bị tổn thương trong điều kiện cực kỳ lạnh giá. Tổng số người chết đã tăng từ 151 lên 210 người vào tháng 7 sau quyết định tính cả số người chết do sự cố lưới điện của bang vào con số cuối cùng. Bão cát ở Trung Quốc. Trận bão cát được xem là tồi tệ nhất trong một thập kỷ ở Trung Quốc khiến các chuyến bay phải đắp chiếu và các trường học phải đóng cửa. Bão cát đem theo lượng bụi khổng lồ, các hạt cực nhỏ di chuyển xa hơn rất nhiều so với cát và gây nguy hiểm cho sức khỏe nếu chúng bị hút sâu vào phổi. Tại Bắc Kinh, bầu trời trở thành màu cam do khói bụi và ô nhiễm khiến chất lượng không khí trở nên nguy hiểm. Lũ lụt ở New South Wales, Australia. Vào tháng 3, người dân Sydney và New South Wales đã cảm nhận được ảnh hưởng của lũ lụt nghiêm trọng. Dịch vụ khẩn cấp bang New South Wales, SES, kêu gọi người dân chăm sóc sức khỏe, thể chất và tinh thần khi những trận mưa như chút khiến các con sông và đập tràn bờ, hàng nghìn người phải sơ tán khỏi nhà. Bão Seroja ở Indonesia. Vào tháng 4 vừa qua, 160 người đã chết ở Indonesia sau khi một cơn bão nhiệt đới tấn công một cụm đảo xa xôi. Lở đất và lũ quét đã khiến ít nhất 22.000 người phải di tản. Sau khi đổ bộ Indonesia, bão di chuyển đến Tây Australia vài ngày sau đó. Cư dân ở thị trấn Kabari phía Bắc Perth cho biết cơn bão có sức mạnh kinh hoàng. Thủ hiến Tây Australia thừa nhận chưa từng thấy cơn bão nào khủng khiếp như bão Seroja trong nhiều thập kỷ. Nhiệt độ kỷ lục ở Moscow, Nga. Khi nhiệt độ lên tới 34,8 độ C ở Moscow, kỷ lục tuyệt đối cho bất kỳ ngày nào trong tháng 6 đã bị phá vỡ. Theo tờ The Moscow Times, nhiệt độ bất thường của đợt nắng nóng kỷ lục không chỉ được ghi nhận ở thủ đô mà Penza, Vologda và Petrozakhov cũng đã phá kỷ lục nhiệt độ trong tháng 6. Cháy rừng ở Oregon, Mỹ. Theo đài BBC đưa tin vào đầu tháng 7 rằng một cháy rừng ở Mỹ khởi đầu nặng nề hơn bình thường, chứng kiến một trong những vụ cháy lớn nhất trong lịch sử của Oregon đã thiêu rụi 364.000 mẫu đất. Hơn 2.000 lính cứu hỏa mất hơn một tháng để ngăn chặn đám cháy rừng. Ngọn lửa tạo ra hệ thống thời tiết của riêng nó, hàng nghìn ngôi nhà bị đe dọa, khiến người dân phải tạm trú tại các trung tâm sơ tán trong bang. Lũ lụt ở Tây Đức.
lũ lụt đã phá hủy nhà cửa và cầu dọc sông A vào đầu tháng 7 vừa qua, trong khi ở làng Schut của Đức, nước nhấn chìm đường phố và nuốt chửng nhà cửa. Chính phủ Đức đã phê duyệt gói phục hồi trị giá 400 triệu euro để cứu trợ người dân, đồng thời tiến hành xây dựng lại các khu vực bị ảnh hưởng. Một nghiên cứu của World Weather Attribution cho thấy sự kiện này có khả năng xảy ra vào năm 2022, cao hơn từ 1,2 đến 9 lần so với thời kỳ tiền công nghiệp. Lũ lụt ở Trung Quốc. Hơn 300 người chết khi tỉnh Hà Nam của Trung Quốc chìm trong lũ lụt kinh hoàng vào đầu tháng 7 này. 12 người đã mất mạng trong một chuyến tàu điện ngầm ở Trịnh Châu. Những người sống sót mô tả nước tràn qua cửa toa tàu dâng cao đến ngực hành khách gây nghẹt thở. Mặc dù Trung Quốc thường hứng chịu lũ lụt trong những tháng mùa hè, nhưng sự kiện năm nay trầm trọng hơn do đô thị hóa nhanh chóng, chuyển đổi đất canh tác và cuộc khủng hoảng khí hậu ngày càng tồi tệ, cũng như các hệ thống giảm thiểu lũ lụt quá tải. Bão Ida ở Mỹ. Hơn 1 triệu ngôi nhà và cơ sở kinh doanh không có điện ở các bang Louisiana và Mississippi miền Nam Mỹ sau khi cơn bão Ida đổ bộ vào đúng dịp kỷ niệm 17 năm cơn bão Katrina. Ida tấn công với sức gió mạnh nhất đạt 241 km/h, sau đó bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và chuyển từ bão cấp 4 sang cấp 1. Sky News cho biết, Katrina đã đi theo một quỹ đạo tương tự. Trong những ngày tiếp theo, bão Ida di chuyển lên bờ biển phía đông bắc của nước Mỹ. Các ga tàu điện ngầm và đường xá bị ngập lụt ở New York. Bão đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 9 người, trong đó có một cậu bé 2 tuổi. Đối với các cộng đồng ở New Orleans, Ida mang đến những lời nhắc nhở đau đớn về cái chết và sự tàn phá do cơn bão Katrina năm 2006 khiến hơn 1.800 người thiệt mạng. Bão cát như ngày tận thế tấn công thành phố ở Trung Quốc. Bão cát cao tới 100 mét quét qua thành phố Đôn Hoàng ở tỉnh Cam Túc, phía tây bắc Trung Quốc ngày đầu tháng 7. Cảnh báo về bão cát đã được cơ quan theo dõi khí tượng khu vực phát ra vào lúc 15:04 ngày 2 tháng 7 theo Tân Hoa Xã. Cơ quan này đã phát cảnh báo mã màu vàng với bão cát ở Đôn Hoàng. Cơ quan khí tượng vùng cho hay trong bão cát tầm nhìn thấp nhất giảm tới 791 mét. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết dành cho bão cát gồm 4 cấp, được mã hóa theo màu sắc, trong đó màu đỏ là mức độ khắc nghiệt nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh. Theo South China Morning Post, trận bão cát lớn đã tạo ra những đám mây bụi khổng lồ cao ít nhất 100 mét đã gây ra hỗn loạn ở thành phố từng nằm trên con đường tơ lụa cổ đại Đôn Hoàng. Bão cát ập đến vào buổi chiều khiến cảnh sát địa phương phải triển khai kiểm soát giao thông tại các trạm thu phí và yêu cầu tài xế di chuyển xe ra khỏi đường cao tốc vào các khu vực dịch vụ để tránh bão cát qua. Đôn Hoàng là nơi có hang mạc cao, di sản thế giới được UNESCO công nhận. Thành phố này nằm trong sa mạc Gobi với khí hậu và điều kiện sống khắc nghiệt. Tại Bắc Kinh, bão cát tấn công khiến bầu trời Bắc Kinh đã chuyển sang màu vàng nâu, ảm đạm và chất lượng không khí nghiêm trọng. Theo Reuters đưa tin, theo công bố từ chính quyền thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc, bão cát một lần nữa lại đổ bộ thủ đô, mang theo cát và bụi bao trùm toàn thành phố. Bầu trời Bắc Kinh đã chuyển sang màu vàng nâu ảm đạm với chỉ số chất lượng không khí vào thời điểm 16 giờ chiều ngày 2 tháng 7 đã tăng lên 324, đồng nghĩa với ô nhiễm không khí ở mức nghiêm trọng. Tình hình tiếp tục trở nên tồi tệ hơn vào buổi tối. Một số khu vực ở Bắc Kinh có chỉ số chất lượng không khí thậm chí vượt trên 1.300, theo ứng dụng IQE của Thụy Sĩ. Tin dự báo thời tiết từ Cục Khí tượng Trung Quốc cho hay, bão cát có nguồn gốc từ Mông Cổ và khu vực nội mông của Trung Quốc. Gió lớn dự kiến sẽ tiếp tục thổi cát và bụi ô nhiễm đến miền Trung và miền Đông Trung Quốc vào ngày mai. Lượng cát trong không khí lần này vẫn ít hơn trong hai trận bão cát ở miền Bắc Trung Quốc hồi tháng 3, nhưng tốc độ gió lại cao hơn, khiến bụi di chuyển nhanh và xa hơn, theo cơ quan khí tượng. Granji, một cư dân Bắc Kinh 48 tuổi làm việc trong lĩnh vực tài chính cho biết, tôi cảm thấy không khỏe, chúng tôi đã có vài trận bão cát trong năm nay. Ông nói thêm, chất lượng không khí kém hơn nhiều so với những năm trước, việc thở trở nên khó khăn, cát bay vào cả mắt mũi của mọi người. Các trận bão cát hàng năm ở Trung Quốc được cho là xuất phát từ sa mạc Gobi của Mông Cổ. Chính quyền thủ đô Bắc Kinh đã cho trồng hàng triệu cây xanh dọc biên giới thành phố để ngăn chặn bão cát như một phần của dự án được mệnh danh là Vạn Lý Trường Thành. Tôi cảm thấy tất cả là do biến đổi khí hậu, chúng ta khó có thể làm được gì để cải thiện, một người dân Bắc Kinh nói.
bão cát nguy hiểm quay lại tấn công Bắc Kinh sau 2 tuần. Bắc Kinh, Trung Quốc ngày hôm qua bị bao phủ bởi màn cát bụi dày đặc khi bão cát quay lại tấn công thành phố sau 2 tuần. Theo Reuters đưa tin, bão cát đã quay trở lại tấn công thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc sau 2 tuần khiến cả thành phố hôm qua thức giấc trong một màn cát bụi dày đặc. Tầm nhìn trong thành phố giảm nghiêm trọng, đỉnh một số tòa nhà chọc trời trong thành phố bị bão cát che khuất hoàn toàn và người đi bộ buộc phải che mắt trước những luồng gió bụi thổi quét qua các đường phố. Chỉ số chất lượng không khí chính thức của Bắc Kinh đạt mức tối đa 500 vào sáng qua với nồng độ bụi mịn PM10 vượt quá 2.000 microgram trên 1 mét khối ở một số quận. Nồng độ bụi mịn PM2.5 nhỏ hơn là trên 300 microgram trên 1 mét khối, cao hơn nhiều so với tiêu chuẩn 35 microgram của Trung Quốc. Các bụi mịn PM2.5 đặc biệt gây hại vì chúng rất nhỏ và có thể xâm nhập vào đường máu, trong khi bụi mịn PM10 lớn hơn có thể đi vào phổi. Cơ quan khí tượng Trung Quốc hôm nay đã đưa ra cảnh báo màu vàng, cảnh báo một trận bão cát đang thổi tới từ Mông Cổ vào các tỉnh phía Bắc Trung Quốc bao gồm Nội Mông, Sơn Tây, Liêu Ninh và Hà Bắc xung quanh thủ đô Bắc Kinh. Văn phòng khí tượng cũng cho biết những cơn bão cát gần đây tấn công Bắc Kinh bắt nguồn từ Mông Cổ, nơi nhiệt độ tương đối ấm hơn vào mùa xuân năm nay và lượng mưa giảm khiến diện tích đất trống lớn hơn là điều kiện thuận lợi gây ra bão cát. Bắc Kinh được cảnh báo có thể sẽ phải đối mặt với nhiều trận bão cát hơn trong tháng 8 do điều kiện thời tiết bất lợi năm nay. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Xin kính chào và hẹn gặp lại.